hay là cái sọc nó giống như Noel đó, một bên bên Mỹ này họ cầu kỳ như vậy. Chẳng hạn con đang mặc quần áo thế mùa nào không phải liệu cái đó. Như ngày hôm qua mẹ đi đó, mẹ là lớn tuổi rồi, đáng nhẽ mẹ mặc cái áo cổ rộng ngay chưa, rồi cái áo nó dài mà chui đầu, thế đến lúc rồi mặc vô rồi, rồi cái sợ là bây giờ mình đã lớn tuổi rồi mà mình mặc cái áo cổ hở quá thì mẹ không thích, lại cởi ra mặc cái áo đó đó, con thấy chưa, mặc cái đó nó nhu mì, con thấy không, cái áo nó cũng Ủa, đẹp ở bên chứ. nó gội đầu cho mẹ nhiêu tiền một lần mẹ? Gội đầu À, nó tính bao gội nhiêu? đầu Mỗi lần à, đi gội đầu vậy nó tính nhiêu? mỗi mỗi lần gội đầu có rẻ lắm con ơi, có mấy đồng. Ủa sao nó gội tới 10 đồng, 12 đồng À, mẹ? quên, 12 đồng, đúng rồi, 12 đồng, À, 12 gội đồng mà 12 cho đồng là hả? 15 đồng, mà cho là 15 đồng, móng tay móng chân á thì là coi như là tay chân là 30, 30 thì mới cho 3, 5 đồng là 35 đồng. Nhiều vậy má, cho 2 đồng thôi. Không phải cho thế,